Vâng, hello, chào tất cả quý vị khán giả đến video mới nhất của Hoàng Sáng TV. Và tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về vụ việc của anh Tuấn Xà Lan. Thì hôm nay em đã nhận được một nguồn thông tin mới rồi, nên là em đã làm ngay clip này có thể gửi đến cho tất cả quý vị khán giả. Thì hôm nay có một cái nguồn tin, có nghĩa là trong két sắt của chị Hà ở đây là không phải là có 13 triệu đâu, mà có số tiền tận là 7 tỷ. Bởi vì em có hỏi rằng là cái lý do vì sao lại có nhiều tiền như vậy, thì họ nói rằng là chị Hà ấy là mới lấy tiền của ngân hàng về và tính là không có đi xà lan nữa, và sẽ bán xà lan đó để trả nợ cho anh Tuấn và lên trên bờ để làm ăn, và sẽ mua một cái mảnh vườn để gọi là để ở trên đó và không có đi ở dưới biển nữa. Bởi vì là lý do ở đây là sao, bởi vì anh Tuấn ấy, anh ấy ăn chơi quá nên là bây giờ là phải bán xà lan đi để cho anh ấy là bớt đi xà lan cái thời gian để rảnh rỗi ấy, là anh ấy đi ăn chơi. Và theo cái nguồn tin nữa, đó chính là ở đây là cậu Bảy đó, cậu Bảy bây giờ gọi là tẩu hỏa nhập ma, ăn ngủ không ngon đó. Tẩu hỏa nhập ma đây là sao? Bởi vì ở đây là cậu Bảy là cái người mà đã bưng cái két sắt đó, đã giúp chị Hà bưng két sắt để gọi là đưa lên trên xà lan. Bởi vì em nói là lúc mà mua két sắt là lúc đấy cậu Bảy vẫn còn đang đi xà lan với chị Hà cơ mà. Đó, cái người này tiết lộ nha, là chị Hà này là mua két sắt ấy là có cậu Bảy hỗ trợ, là khiêng két sắt từ cái ở cái dưới cái xuồng nhỏ lên trên xà lan để. Và cũng chính cậu Bảy là cái người đã tiết lộ cho anh Tuấn biết là trong két sắt có nhiều tiền. Đó, thì trong cái chuyến đi cuối cùng, có nghĩa là quý vị các bạn biết sao không? Trong cái chuyến đi mà chị Hà mà bị gọi là té xà lan, theo anh Tuấn nói thì cậu Bảy đã thông báo trước. Cậu Bảy đã nói rằng là Hà ơi, chuyến này đi cậu thấy lo lắng lắm, nên là con có đi thằng Tuấn nó có nói gì thì con cũng đừng có chấp nó, con im đi cho nó xong chuyện đi, chứ không là nó kiểu là quý vị biết rồi, thì là anh Tuấn anh còn cái làm cái giấy cam kết là nếu như cái chuyến ấy đi mà có mệnh hệ gì thì anh Tuấn sẽ phải chịu trách nhiệm. Thì cậu Bảy là cậu ấy nghi ngờ rằng là có thể chuyến đi này này sẽ có cái chuyện ở đây là lành ít dữ nhiều, có chuyện xảy ra với chị Hà mà cậu Bảy xin đi thì anh Tuấn này là anh ấy nhất quyết anh không cho quý vị ạ. Có nghĩa là anh Tuấn anh ấy xin cậu Bảy, cậu ấy xin đi cùng để gọi là chạy nốt cái chuyến này, để gọi là để cho chị Hà thì cũng thứ nhất là có an toàn. Bởi vì em đã nói với tất cả mọi người là vì sao cậu Bảy lại nghi ngờ, bởi vì là anh Tuấn anh ấy mới bỏ đi chơi ở đâu 3 tháng mới về. Bỏ đi đâu 3 tháng mới về, thì trong cái lúc bỏ đi 3 tháng đó thì chị Hà đã mua két sắt để bỏ tiền trong đó. Và theo cái người đã tiết lộ thì chị Hà đây là có rất nhiều tiền, 6-7 tỷ. Bởi vì là lúc đó thì chị Hà có nói rằng là sẽ bán xà lan, giống như thông tin ở đây là cái bà mà chủ xà lan ấy có định mua của anh Tuấn, có nói rằng là anh Tuấn anh ấy nợ nhiều lắm, nên là bây giờ nếu như mà bán được 5 tỷ á thì cũng chỉ đủ là để cho anh Tuấn mà trả nợ mà thôi, cũng không có tiền nữa. Nên là chị Hà chị đã gọi là đi rút hết tiền về rồi, là để chuẩn bị là đi xong cái chuyến đó. Xong cái chuyến đó thì chị Hà sẽ lên trên bờ để tiếp tục là mua vườn, mua dãy trên bờ, và sẽ không ở dưới sông nước nữa, bởi vì đi trên đó là không có dư. Với lại là thứ nhất là anh Tuấn anh ăn chơi bồ bịch, gái gũ nên là gọi là hai vợ chồng thì rất là nguy hiểm. Nhưng là chị Hà đã tính đến cái mức là sẽ sau chuyến này đi này này thì sẽ ở luôn trên bờ và không có đi trên cái xà lan đó nữa. Đó, đấy là cái chia sẻ của một quý vị khán giả có liên hệ với em như vậy. Và người này có nói rằng là đây là một cái thông tin gọi là chính xác. Đó, và thêm nữa là cậu Bảy á, cậu Bảy lại là cái người là biết cái vấn đề là két sắt có bao nhiêu tiền. Thế em nói mọi người ở đây là cậu Bảy là cái người mà đã gọi là thuyền trưởng lái xà lan của chị Hà là 3 tháng trời. Nhưng mà quý vị và các bạn biết không, là lý do vì sao mà chị Hà khi mà gọi là khi mà anh Tuấn về này, chị Hà vẫn muốn là cậu Bảy là lái đi chung cái chuyến đó, và anh Tuấn cũng có nghĩa là không đồng ý cái mức 20 triệu. Quý vị còn nhớ đó, anh Tuấn không có đồng ý là một chuyến hàng đi anh Tuấn ở nhà không, và có 20 triệu anh Tuấn không đồng ý. Vậy em hỏi mọi người là một chuyến hàng ấy thì chỉ lời nó có 40-50 triệu thôi, còn chuyến nào mà đi xa thì mới được 100 triệu. Anh Tuấn được 20 triệu không cần làm gì, nhưng anh Tuấn không chịu, anh Tuấn nhất quyết là đòi đi. Vậy em hỏi mọi người là ở đây nếu như anh Tuấn không lấy 20 triệu mà đòi đi thì chứng tỏ là có âm mưu. Nên em mới nói với tất cả mọi người ở đây là có cái lý do ở đây là tại sao anh Tuấn lại có nhậu say rồi là về nhà mới có cái chuyện là xảy ra. Thì đấy là những cái lời nói em nghĩ rằng là nó không chính xác, bởi vì là trong cái vụ việc của anh Tuấn xảy ra này là em nghĩ rằng là sẽ có nhiều người liên quan. Bởi vì quý vị thử nghĩ xem đi, cái người mà ăn chơi cờ bạc, gái gú, rượu chè đó, đá gà, thì cái người bạn của họ cũng là chính cái người mà đá gà, ăn chơi, gái gú, cờ bạc, là cái có nghĩa là người ta nói là vẫn là mây tầng nào gặp mây tầng đó. Anh Tuấn làm ăn chơi kiểu gì thì bạn bè của anh Tuấn cũng kiểu như vậy. Thì em hỏi mọi người là một cái người mà cờ bạc, gái gú, đá gà như vậy thì em nghĩ là bạn của anh Tuấn thì cũng có thể nào mà thoát được cái kiểu mà đá gà hay là gái gú cờ bạc không, đúng không? Nên là ở đây là em nói mọi người là anh Tuấn sẽ nhậu với những cái người cũng là cờ bạc, cũng là đá gà, cũng là gái gú. Vậy thì em hỏi mọi người nếu như anh Tuấn anh ấy nhờ mà hỗ trợ phá két sắt thì anh Tuấn anh nhờ như vậy bạn bè có làm không?
đúng không? Đây là một cái giả thuyết được đặt ra và cũng có nhiều người thông tin và nói rằng ở đây á là két sắt ở đây có rất nhiều tiền. Vậy thì em hỏi mọi người là bây giờ nếu như chúng ta nói anh Tuấn rằng là két sắt đây có 7 tỷ, anh Tuấn có chấp nhận không? Và anh Tuấn nếu không chấp nhận thì anh Tuấn lấy cái gì ra để mà chứng minh? Bởi vì là em nói mọi người là phá két sắt, bây giờ anh Tuấn có thể chứng minh được là anh ấy phá két sắt bằng cái gì, cái dụng cụ để mà phá két sắt là cái gì đó, thì em nói mọi người là sẽ điều tra ra ngay. À, bây giờ anh Tuấn đang chứng minh rằng là bây giờ tôi phá két sắt bằng cái xà beng này, đúng không, bằng cái cưa này, bằng cái gì đó, và ai là người hỗ trợ, chứ đâu thể nào mà cứ nói phá két sắt là một mình là phá một mình đâu, đúng không? Sẽ phải dựng lại hiện trường để xem một mình anh ấy phá kiểu gì để cho người ta đỡ nghi ngờ. Chứ bây giờ anh phá két sắt mà anh nói là trong đấy có 13 triệu thì người dân người ta nghi ngờ chứ. Không thể nào anh bắt người ta không thể nào mà gọi là bắt người ta nghĩ theo như anh được là không nghi ngờ được. Nên là người ta có quyền để nghi ngờ anh. Đó. Và cậu Bảy hiện nay, cậu Bảy thực ra cậu Bảy cũng chả liên quan gì trong này. Đó, em nghe người ta nói như vậy là cậu Bảy không liên quan và cậu Bảy chỉ là cái người đi lái xà lan thuê thôi. Và cậu Bảy cũng cảm thấy là rất là day dứt bởi vì đã thông báo cho anh Tuấn biết là ở trong két sắt có nhiều tiền nên là anh Tuấn mới nhất quyết đòi đi. Đó, quý vị có xem những cái clip mà gọi là gia đình họp mặt không? Có nghĩa là cả gia đình nội ngoại đều có mặt hết. Và có nói rằng là anh Tuấn ấy bây giờ gì năm gì vừa cũng có nói là chuyến đi đó mà không đi ấy thì anh Tuấn sẽ có 20 triệu, nhưng mà anh Tuấn không chịu, anh Tuấn nhất quyết là phải là họ Dượng Bảy ở nhà để anh Tuấn đi. Quý vị còn nhớ rằng là chuyến đấy ấy, là đúng là cả Dượng Bảy, anh Tuấn với chị Hà đều đi, nhưng mà không biết lý do gì đó mà anh Tuấn đã bảo Dượng Bảy ở nhà để một mình anh Tuấn với chị Hà đi thôi. Vậy thì em hỏi mọi người là như vậy thì chứng tỏ là đã có tính toán rồi. Vậy thì khi mà cái sự việc này xảy ra thì người ta nghi ngờ anh Tuấn là cũng có căn cứ, đúng không quý vị? Và em nói với tất cả mọi người luôn là trong cái video trước đã phân tích rằng là khi mà anh Tuấn nhậu ở trên đó thì sẽ có những ai, bởi vì những cái người bạn nhậu nó rất là quan trọng quý vị nhé, bởi vì là sẽ làm thứ nhất là làm nhân chứng. Ví dụ như cái hôm đó anh Tuấn nhậu cùng những người bạn đó là lúc mấy giờ, buổi trưa hay buổi tối, nhậu lúc mấy giờ và lúc anh Tuấn về lúc mấy giờ thì sẽ biết ngay là chiếc xà lan lúc đó là chị Hà ra đi lúc mấy giờ ngay, bởi vì anh Tuấn nhậu lúc đó với người bạn đấy là vào buổi sáng thì không thể nào cái chuyện này là anh Tuấn vẫn đến tối vẫn còn say được, đúng không? Là anh Tuấn vẫn sẽ phải nói rằng là nếu như buổi tối ngày hôm đó thì tối hôm đó xảy ra sự việc thì lúc đó là đúng, chứ làm gì có chuyện mà mới ban ngày buổi trưa anh Tuấn say. Đó, em nhận ra một cái điều này, buổi trưa anh Tuấn làm gì mà nhậu say, đó thì buổi tối nhậu mới say, thì có nghĩa là cái vụ việc này đã xảy ra từ buổi tối rồi. Và dì Mười cũng có nói rất là rõ rồi là lúc đó 12 giờ người ta ngủ hết rồi, không có chiếc ghe chiếc thuyền nào chạy qua, thì nếu như ban ngày thì đã chạy y xèo rồi. Anh Tuấn cũng có nói lúc đó vắng trời và đường vắng tanh, ở cái đường thủy chỗ mà cầu Vàm Cống nó vắng tanh, không có chiếc ghe chiếc thuyền nào chạy qua, nên là lúc đó xui rủi đã xảy ra nên là không ai nhìn thấy để mà cứu chị Hà hết. Vậy thì em nói với tất cả mọi người là trong cái vụ việc của chị Hà này đến bây giờ thì vẫn chưa được sáng tỏ và rất nhiều người cũng có sự nghi ngờ rằng là anh Tuấn là cái người sát hại. Nhưng mà cái bằng chứng ở đây là gì? Là anh Tuấn cũng chả có một người nhân chứng ở đó để có thể chứng minh cho bản thân mình là vô tội, đúng không? Khi mà hôm nay có một quý vị khán giả liên hệ với em và nói rằng là chính ông Dượng Bảy á, ông ấy nói với thằng Tuấn là cái két sắt đó là có tận 7 tỷ, bởi vì con Hà nó tính là nó lên trên bờ nó ở luôn, nó không có muốn đi xà lan nữa. Đó thì những cái lời nói đó cũng có thể nó là hợp lý, bởi vì trước đây cũng đã có một cái người mà thông tin rồi nói với em rằng là chị Hà thì cũng muốn mua một mảnh vườn và là muốn về nhà ở, không muốn gọi là đi xà lan nữa, bởi vì anh Tuấn ngăn chơi quá. Thì quý vị các bạn cũng đã nghe rồi là trước Tết thì anh Tuấn cũng đòi bán xà lan là 5 tỷ 6, nếu như lúc đó mà đồng ý thì đã bán 5 tỷ 6 rồi. Nhưng mà lúc đó cái người mua xà lan có nói rằng là anh Tuấn anh ấy nợ rất nhiều, nên là chị Hà đã điện cho cái bà đó và nói rằng là đừng có mua, bởi vì nếu mà mua xà lan đó là trả nợ cho anh Tuấn hết. Nhưng mà chứng tỏ là ở đây là chị Hà cũng đã gom góp một số tiền rất là lớn. Nhưng là anh Tuấn anh ấy nói là có 13 triệu thì chứng tỏ là ở đây là không có căn cứ rồi, đúng không? Và em cũng nói với tất cả mọi người luôn là trong cái vụ việc này bây giờ còn rất nhiều uẩn khúc và rất nhiều người cũng có sự nghi ngờ rằng là tại sao trong vụ việc này anh Tuấn lại không có đến một nhân chứng và ai là cái người mà gọi là đã cùng anh Tuấn để gọi là đưa anh Tuấn vô bờ đi báo công an. Đó, gia đình thì có mặt đầy đủ trên cái xà lan đó, ai là cái người hỗ trợ? Thì nhiều người nghi rằng là sẽ là Dượng Mười, bởi vì Dượng Mười là cái người cột dây xuồng. Em vẫn nói với tất cả mọi người rằng là cái anh bên kho cám đó là cái người nhân chứng nhìn thấy anh Tuấn đi báo công an lúc 12 giờ đêm. Nhưng mà đến 2 tháng nay thì không thấy ai nhắc đến anh kho cám đó bên anh Tuấn ấy, có nghĩa là không ai dám nhắc đến cái sự thật đó. Bởi vì là em nói với tất cả mọi người là anh kho cám đó là cái người đã nói rằng là thấy anh Tuấn đi báo công an 12 giờ đêm. Vậy thì em hỏi mọi người là bây giờ phải tìm ra cái anh đó xem là lúc đó anh Tuấn đi báo công an lúc 12 giờ đêm phải không? Bởi vì chỉ cần biết là lúc đấy 12 giờ đêm thì lúc đó cái việc mà ở đây mà gọi là chị Hà ta điều ban ngày nó chẳng quan trọng nữa, đúng không? Bởi vì cái việc mà pháp y chẳng quan trọng nữa, còn cái việc là đã có nhân chứng thấy rồi, nhân chứng thấy anh Tuấn đi báo công an vào ban đêm, vậy mà anh Tuấn lại nói vào ban ngày, chỉ cần điều đó thôi thì đã làm sáng tỏ rồi, đúng không? Nên là em nói với tất cả mọi người là trong vụ việc của anh Tuấn này bây giờ đang còn rất nhiều những uẩn khúc và gia đình
đã gửi đơn đến cấp cao hơn, có nghĩa là đến cầu cứu đến Bộ Công an để gọi là để yêu cầu giám định lại khai quật tử thi, thì em nghĩ cũng có cơ sở. Bởi vì gia đình họ không đồng ý thì họ có quyền thôi. Khi mà họ đã gọi là yêu cầu đến cấp huyện, cấp tỉnh rồi thì họ có thể là gửi đơn đến tận Bộ Công an để yêu cầu, bởi vì gia đình họ không tin tưởng, thì đấy là cái quyền của gia đình họ. Còn cái thông tin mới nhất em nói với tất cả mọi người là đến bây giờ cũng chưa thể nào khẳng định 100% là anh Tuấn là có tội hay không. Bởi vì anh Tuấn có tội hay không thì chúng ta đâu có biết được, đúng không? Anh Tuấn, anh ấy nói là anh ấy không hại chị Hà, chỉ đấy là anh Tuấn nói thôi, đúng không? Cứ bây giờ nếu như ví dụ anh Tuấn anh nói là anh ấy không phá két sắt, két sắt anh ấy có người hỗ trợ, thì em nói mọi người là sao biết được, cũng chả ai chứng minh được. Nên là trong vụ việc của anh Tuấn với chị Hà này, đến ngày hôm nay chúng ta vẫn biết rằng là có rất nhiều những cái bí ẩn. Thứ nhất là em vẫn nói là cái xác của chị Hà vẫn neo ở dòng sông 12 ngày mà không nổi lên. Và sau đó khi mà gặp cái ghe cào móc phải thì lúc đó mới phực nổi lên. Mà nổi lên thì đã nổi đúng chỗ chìm, và lúc nổi lên đó thì bắt đầu mới trôi đi. Thì em không hiểu rằng là ở đây là cái 12 ngày nổi chìm ở đó thì không có trôi đi, thì cái dòng chảy ở đó nó chảy đi đâu, đúng không? Mà cái vị trí mà chị Hà rơi xuống đó lại ở giữa dòng sông. Nếu mà giữa dòng sông mà lại cái xác không trôi đi thì chứng tỏ là phải có cái gì đó neo ở dưới đó, chứ làm gì có chuyện mà ở đây là gọi là cái điều bình thường được, quý vị, đúng không? Ví dụ như ở đây là một cái ao, cái hồ thì có thể đó là rơi ở đâu thì chìm ở đó. Còn chị Hà là một người biết bơi, đã thả trôi đây là hàng 40-50 mét rồi mà lại làm cái hì mà chìm được, thì em nói với tất cả mọi người là đây là một cái việc mà đến bây giờ mà vẫn còn rất nhiều sự thắc mắc của quý vị khán giả. Đến khi nào họ gọi là dư luận ấy, họ có câu trả lời rằng là cái nguyên nhân chị Hà ra đi là do ngạt nước, nhưng mà có cái gì đó neo ở đó, ai là cái người neo thì lúc đó mới có thể sáng tỏ được. Còn hiện tại thì chúng ta đã biết rằng là rất nhiều cái nguồn tin khác nhau. Em không biết cái thông tin của quý vị khán giả cung cấp cho em được bao nhiêu phần trăm, nhưng họ nói là có căn cứ, không có lý ha. Bởi vì ở đây là một mất là 10 ngờ mà, người ta có quyền nghi ngờ khi anh mà anh chả có người làm chứng. Bên gia đình nhà chị Hà cũng có nói rằng là có người là đã nghe thấy là dựng bảy á, đó là bạn thân của ông này đã nói rằng là cái lúc đó là ông bảy bây giờ là đang là nói chung là tẩu hỏa nhập ma, đang lo lắng thất thần. Bởi vì chính Dương Bảy là cái người mà nói là cái xác có nhiều tiền thì nó mới có cái cớ sự ngày hôm nay. Đó, thực ra là có liên quan hay không chúng ta cũng chưa biết. Bởi vì em nói mọi người là lúc đó là Dương Chín ấy, là kè cái xà lan của anh Tuấn đi sửa. Em cũng đang thắc mắc ở đây là xà lan của anh Tuấn sửa cái gì, sửa ở đâu, rồi là hỏng cái gì, rồi là cái cặp bình đó có phải là anh Tuấn mua về để thắp sáng hay không, hay là anh Tuấn mua về để làm gì, rồi hai cặp bình đó giờ ở đâu rồi. Đó, thì em cũng nói với mọi người là cũng phải cần được làm rõ để xác minh. Có thể là nếu như không anh Tuấn là người vô tội thì phải chứng minh được những điều đó, thì lúc đó chúng ta mới biết anh Tuấn có tội hay không. Còn trước mắt em nói mọi người là anh Tuấn vẫn có tội với vợ con, có tội với gia đình, có tội ở đây là với ai? Với chính người vợ của mình. Bởi vì là quý vị có thấy ai mà vợ mình chết mà mình còn ung dung đi sửa xà lan không? Vợ mình chết mà chả có làm đám tang cho vợ mình mà để cho bên vợ mình làm không? Đó là một cái điều mà em nói mọi người là dù có chết thì con của anh cũng chả được tha thứ cho anh. Thế là anh đã mất đi tất cả, dù anh có vô tội, anh có thắng trong cuộc này đi chăng nữa thì gia đình anh chẳng còn ai, đúng không? Bởi vì là ở đây là anh bây giờ anh có coi vợ con anh ra gì đâu. Con anh chả biết con anh bao nhiêu tuổi. Vợ anh thì chết đi, anh cũng chả một lời được một nén nhang. Thì em hỏi mọi người đấy là những sự việc đấy chúng ta đã thấy nó quá rõ ràng rồi. Đó, nên là em cũng sẽ cố gắng cập nhật cái thông tin mới nhất. Dù cho vụ việc này bây giờ là đang dần vào bế tắc, không có thông tin mới, cũng như là gia đình chị Hà bây giờ cũng đang kiến nghị gửi đến cấp cao hơn mà cũng không có gọi là cũng có thông tin cho chúng ta biết là gia đình làm gì đâu. Bởi vì là bây giờ gia đình cũng nói rằng là sẽ âm thầm làm, biết anh Tuấn này cũng có gọi là cũng quen biết rộng, cũng có nhiều ở đây gì năm gì mười gì đó có mối quan hệ quen biết rộng, nên là cũng sợ là họ sẽ để cho chìm xuồng. Nên là gia đình chị Hà sẽ âm thầm lo lắng vụ việc này, cũng như là để sẽ giải quyết thật là nhanh chóng để có thể lấy lại công bằng cho chị Hà. Đó, nên là quý vị khán giả có những cái góp ý, những cái thông tin mật nào đó thì có thể là comment bên dưới video này ha, để em sẽ có thông tin mới nhất. Khi nào mà có thông tin thì em sẽ cập nhật ngay. Cũng như là quý vị khán giả có những cái thông tin nào, ví dụ như là đã ở gần nhà anh Tuấn chẳng hạn, rồi là gì năm gì mười, có thông tin gì hay không. Còn gì năm thì bây giờ mất hút rồi quý vị. Từ cái hôm mà đám tang của chị Hà đến giờ thì gì năm đâu xuất hiện đâu. Gì năm cảm giác như là giống như là giờ một người bí ẩn đó quý vị. Từ hôm đó trở đi là đến nhận tôi là gì thằng Tuấn, rồi là tôi là người gọi đầu tiên, là tôi thương con Hà lắm. Đến bây giờ quý vị có thấy dì Năm xuất hiện không? Bởi vì dì Năm sợ, bây giờ dì Năm đang bị bóc lại cái sự việc cũ, là cái vụ việc mà bẫy chuột ấy. Đó, nên là bây giờ dì Năm đâu dám xuất hiện đâu. Dì Năm bây giờ mà lên tiếng một cái hả, là người ta sẽ bóc trần sự thật ngay. Dì Năm sợ, nên là thứ nhất là dì Năm ấy, vừa bị ông chồng ông ấy chửi. Đó, bà nhiều chuyện quá, bà bây giờ bà liên quan tầm lông bây giờ nó khui ra là chết cả họ. Đó, thế là ông chồng ông dọa vậy thì bà Năm làm gì dám. Hai vợ chồng từ hôm anh Tuấn xảy ra sự việc chấn động này thì hai vợ chồng là quánh nhau lộn tùng xèo, đâu có hôm nào được yên đâu, đúng không? Bởi vì bà Năm có nhúng tay vào hay không thì chúng ta biết. Thực ra những cái mốc thời gian của bà Năm nói ra nó không đúng với cái mốc thời gian của anh Tuấn nói. Bởi vì anh Tuấn đã đi bơi đi kiếm chị Hà mà dì Năm đã biết rồi, thì chứng tỏ dì Năm biết trước cái lúc mà anh Tuấn báo. Vậy thì dì Năm có liên quan hay không?
đó là chúng ta tự phân tích và tự hiểu. Em cũng nói với tất cả mọi người là cái giám định pháp y đó bây giờ chả liên quan đến cái việc là anh Tuấn có tội hay không. Bởi vì là dì Năm nói đâu có đúng với lại là những cái gì anh Tuấn và dì Mười nói đâu. Dì Mười thì nói là 12 giờ người ta đi ngủ hết rồi. Anh Tuấn nói lúc đấy là chả có ai, mà dì Năm lại nói là 11 giờ 47 phút buổi trưa. Thì chứng tỏ là trong 3 ngày này sẽ có một người nói xạo. Đó, thì ai nói xạo thì người đó cũng sẽ chết, cũng sẽ phải tóm hết cả lũ quý vị ạ. Rồi, em sẽ tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới nhất trong video sau. Nên là tất cả quý vị khán giả có những thông tin gì thì có thể là comment dưới video này. Cũng như mọi người đừng quên để lại cho em một lượt like, một lượt comment dưới video này để em có động lực ra thêm nhiều clip mới quý vị nhá. Rồi, em sẽ dừng video ở đây. Đó, dù là bây giờ trời đã gọi là tối rồi này. Đó, nhưng mà em vẫn đi ra ngoài để có thể quay cho tất cả mọi người xem cũng như là cập nhật những thông tin mới. Bởi vì là khi mà có thông tin thì em sẽ làm ngay. Đó, để gửi cho tất cả mọi người. Rồi, chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người.